Hello guys, xin chào các mọi người đã quay trở lại với series Vocabulary Files. Bài học ngày hôm nay của chúng ta cùng nhau quay lại với unit thứ 12, Information Technology. Bài học đầu tiên đó là bài học phần unit 12.1. Bài học thứ nhất chúng ta đã cùng nhau đi qua phần vocabulary list. Vì thế nên hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp diễn cái series unit thứ 12 này về công nghệ thông tin đúng chưa nào? Và như thường lệ thì chị vẫn ra video đều đặn mỗi thứ tư hàng tuần. Vì thế các em hãy cố gắng đón xem và chúng ta cùng nhau học, cùng nhau tiến bộ trong tiếng Anh nha. Perfect. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, chị vẫn nhắc lại một chút, một cách nhanh thôi, phần study guides của mình dành cho những em nào là đầu tiên đến với kênh của chị. Thì các em hoàn toàn có thể là tua hoặc là tăng nhanh tốc độ hoặc là giảm tốc độ đi để làm sao nó phù hợp với lại cái năng lực cũng như là cái khả năng mong muốn của mình, cái quỹ thời gian của mình nữa. Nếu như các em cảm thấy là video quá dài thì em hoàn toàn có thể là pause video và sau đó là chúng ta quay lại học sau nha. Và tất cả những cái link như link sách này, link audio hay là link full playlist Vocabulary files chị đều để ở cái phần description box. Các em hoàn toàn có thể xuống cái phần mô tả và sau đó là tải sách về hoặc là mở audio ra chúng ta nghe và luyện tập nha. Practice makes perfect. Chúng ta nhớ rằng là chỉ có thể nào mà luyện tập nhiều thì chúng ta mới có thể thành công thôi. Và đừng bao giờ giấu dốt đúng nào, đừng bao giờ mà chúng ta tiếp tục chuyển tới một cái phần học tiếp theo khi mà kiến thức của mình về phần trước vẫn còn chưa chắc. Please, please raise any questions if you are not so sure about any kind of knowledge. And please comment to give me any kind of feedback that you have. Because any kind of feedback, any like or share will have a very wonderful meaning to me. Bất cứ một cái sự chia sẻ hay là một cái phản hồi nào từ các em, một lượt like, một lượt share để có một cái ý nghĩa rất là lớn với kênh của chị và động lực rất là lớn để chị có thể tiếp tục làm video trong những cái phần tiếp theo. Perfect. So, are you ready? Let's get started into our lecture today. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp diễn cái unit thứ 12 với phần đầu tiên, topic number one, telecommunication. Đây có nghĩa là chúng ta học về viễn thông, đúng chưa nào? Những cái gì mà liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ truyền tải thông điệp hay là thông tin thông qua cái hệ thống wireless, đúng không? Không dây. Và bài học ngày hôm trước chúng ta đã cùng nhau đi qua bốn cái slide trong phần vocabulary list. Và nếu như các em chưa nhớ được hết tất cả những cái từ vựng này hoặc là chúng ta cảm thấy mình vẫn còn chưa chắc ở phần nào, chúng ta quay lại cái phần video hôm trước để chúng ta ôn lại một lần nữa cái phần từ vựng. Và nếu như các em cảm thấy rằng là mình đã tự tin bắt đầu vào ngày hôm nay rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Awesome. Let's get started with unit 11 and 12, Information Technology. Part 1, Telecommunications. Ở phần đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó là phần bài tập 1.1. Before you listen, answer these questions. Đây là cái phần giúp các em có thể là chuẩn bị những cái idea cho phần nói của mình. Bởi vì sao nhỉ? Khi mà chúng ta nói thì chúng ta bắt buộc rằng là mình sẽ phải có một cái kiến thức, đúng là một cái phần từ vựng, một cái idea gì đó về cái chủ đề mà mình sẽ nói. Nên nó rất rất là quan trọng trong cái thao tác gọi là preparation. Ở đây có 5 câu hỏi để giúp em thể là định hình những cái gì ý tưởng ở cái phần đầu tiên telecommunications này. Câu hỏi thứ nhất, do you have a mobile phone, a laptop computer, a portable music device or an email address? Các em có bất cứ những cái phương tiện điện tử này hay không? Thứ nhất là điện thoại di động này, thứ hai là laptop đúng không? Thứ ba là một cái thiết bị nghe nhạc, portable là cầm tay có thể mang theo được đúng không nào? Và email address là một cái địa chỉ email không? Các em có những cái này không? Câu hỏi thứ hai, how long have you had it or had them? Các em đã có những cái vật này bao lâu rồi? Number three, if you need to connect to the internet, what do you use? How long does it take you? Nếu như các em muốn kết nối với mạng thì em sẽ sử dụng cái gì và mất bao lâu để các em để sử dụng hoặc là để kết nối, đúng chưa nào? Hay là chúng ta kết nối bằng mobile phone or bằng laptop computer or maybe through the iPad, đúng không? Với máy tính bảng, tablet or through any kind of digital device, đúng không? Những cái thiết bị di động, những cái thiết bị kỹ thuật số như kiểu là Apple Watch này, đúng không? Nó cũng đều có thể kết nối với mạng internet. Number four, how would you use or how would you describe the technology you use? Em sẽ mô tả cái công nghệ mà em sử dụng như thế nào. A, up to date, rất là hiện đại.
be dated a bit behind the time, một chút lỗi thời như thế nào. Or C, state of the art, là rất tân tiến, rất hiện đại. Number five, how do you prefer to stay in touch with people? Em muốn giữ liên lạc với những người khác theo hình thức nào? A, by post, là bằng bưu điện, tức là mình sẽ có cái correspondence, là thư từ, bằng letters. B, by email, là bằng thư điện tử. C, by phone, là bằng điện thoại, use the phone number. Vậy thì đối rõ ràng là đối với mỗi người chúng ta sẽ có một cái preference, một cái sự yêu thích khác nhau phụ thuộc vào cái khả năng mà mình thích ứng với công nghệ như thế nào, how you are receptive, how you are open to the technology, to the internet, to the modern world. So we will basically have a different answer. And please prepare the ideas as well as the vocabulary for each of these questions. Và tất cả những câu hỏi này thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái vocab dưới đây. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phần bài tập 1.2, 1.3, 1.4 nha. Are you ready? Awesome, let's move on. Chúng ta cùng nhau chuyển tới bài tập 1.2 trước, bởi vì là chị sẽ cắt cái phần slide hơi bị lệch một chút, thế nên là mình cắt ngang thì mình không có cắt dọc được, nên là mình sẽ cùng nhau làm cái bài tập 1.2 trước, đó là sử dụng cái conversation about the two different mobile phones and say whether the questions below apply to. Chúng ta hãy cố gắng đúng nào nghe cái đoạn hội thoại dưới đây. Vậy thì đây sẽ là một cái phần từ vựng mà được lồng ghép trong một bài nghe. Hy vọng rằng là thông qua bài nghe này, các em có thể là tăng cường cái vốn từ vựng như là khả năng nghe của mình nha. Chúng ta hãy cố gắng là nghe và sau đó là mình sẽ làm một dạng câu hỏi như là multiple choice. Bởi vì sao? ETIL chúng ta cũng sẽ có dạng câu hỏi này. Một cái đáp án, một cái phần câu hỏi nhưng có ba đáp án, và ba đáp án này nó đều giống nhau cho tất cả các cái câu hỏi chúng ta nghe được. Để chúng ta nghe một cái đoạn hội thoại giữa hai người nói về mobile phone đúng chưa nào, và quyết định xem là cái câu hỏi dưới đây thì nó apply to A, smartphone, là thiết bị cái điện thoại thông minh, B, Optima, and C, both the smartphone and the Optima. Và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy sáu cái phần này. One is small, cái nào thì nhỏ đúng nào, thì người ta chọn là A, compact. Compact là nhỏ, hoặc là có thể là cầm theo được đúng nào. Number two is easy to use, cái loại điện thoại nào thì dễ sử dụng. Three has normal phone buttons, cái loại điện thoại nào thì có những cái nút bấm bình thường. Number four shows the calendar without being asked, đúng nào, chỉ cho chúng ta thấy cái lịch hoặc là cái thời gian mà không cần phải được hỏi hay yêu cầu. Five has the most up-to-date technology, cái nào thì có cái công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất. Six can obtain information from the internet, cái loại nào thì có thể lấy thông tin từ mạng internet. Bây giờ chị sẽ mở audio cho các em và các em sẽ chọn nghe và chọn ba cái đáp án này nha. Nếu như mà các em muốn đảm bảo rằng đáp án của mình là chính xác thì hãy make sure là chúng ta sẽ take notes tất cả những thông tin chúng ta nghe được và sau đó là chọn cái đáp án mà mình cảm thấy là phù hợp nhất nhé. Awesome. All right, let's listen to the audio and answer the question. Recording 12A. I can't decide between the smartphone and the Optima. Which one do you think is better? Well, I prefer the smartphone because it's so compact. I find the Optima a bit bulky, although I have to say that the size of the smartphone does make it tricky to operate, whereas the Optima is very user-friendly. Why do you think that is? Well, the smartphone has a standard telephone key, and I find them really awkward to use when I'm sending messages. The Optima opens up to reveal a full keyboard inside. You can also scroll up and down by touching the screen. I like the way the smartphone automatically displays a calendar when you open it up, though. That's a really useful function. Can they both connect to the internet? Yes, they're both equipped with the latest technology. But I find the Optima downloads information a lot faster, and it also has a bigger memory, so it can store more data. Awesome. Và đó là toàn bộ những gì chúng ta nghe được ở trong cái băng audio này đúng không nào? Thì chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa và hoàn thành cái bài tập
1.3, bởi vì là bài tập 1.3 thì liên quan mật thiết đến bài 1.2 thôi, đúng chưa nào? Các em nhìn thấy ở đây đấy là chúng ta nghe lại một lần nữa và sau đó là đối với một cái đáp án mà chúng ta nhìn thấy ở bài tập 1.2, chúng ta hãy cố gắng tìm những cái từ mà đồng nghĩa với những cái từ mà được gạch chân ở trong bài tập 1.2, đúng chưa nào? Awesome, và đây cũng sẽ là một cơ hội nữa để cho các em nghe lại và chúng ta chọn những cái đáp án để củng cố cái nội dung hoặc là những cái gì mà mình đã chọn ở cái phần bài tập 1.2 trong cái attempt 1. Let's listen again and then try to answer the questions in exercise 1.2 and 1.3. Recording 12A. I can't decide between the smartphone and the Optima. Which one do you think is better? Well, I prefer the smartphone because it's so compact. I find the Optima a bit bulky, although I have to say that the size of the smartphone does make it tricky to operate, whereas the Optima is very user-friendly. Why do you think that is? Well, the smartphone has a standard telephone key, and I find them really awkward to use when I'm sending messages. The Optima opens up to reveal a full keyboard inside. You can also scroll up and down by touching the screen. I like the way the smartphone automatically displays a calendar when you open it up, though. That's a really useful function. Can they both connect to the internet? Yes, they're both equipped with the latest technology. But I find the Optima downloads information a lot faster, and it also has a bigger memory, so it can store more data. Perfect. Bây giờ để em đã dẫn sang để chuẩn bị đến cái phần gọi là mình check đáp án chưa nhỉ? Chỉ cho em khoảng 3 giây nhé, mình có thể pause video, nốt lại tất cả những gì chúng ta nghe được và mình cùng nhau đến phần đáp án, những là phần giải thích của chị nha. Perfect. So now you will have 3, 2, 1, let's go. Trong cái bài audio này chúng ta nhìn thấy đó là cái phần nói về so sánh những cái chức năng lợi và hại của hai cái dòng điện thoại khác nhau. Một là smartphone và hai là Optima. Thực ra là Optima và smartphone thì nó đều là những cái điện thoại không dây, đúng không nào? Nó là những cái hiện đại, điện thoại mà hiện đại nhất trong cái những cái thiết bị điện tử ngày nay rồi. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt của chúng nó sẽ hơi chênh nhau một chút. Nếu như cảm thấy là nó hơi khó hình dung thì em hãy là Google cái từ Optima. Thế nhưng mà ở trong từ điển thì nó cũng không có bất cứ một cái ngữ nghĩa nào cụ thể cả, nó chỉ là một cái dòng điện thoại và nó sẽ khác một chút so với smartphone như kiểu là iPhone hay là Samsung mà chúng ta nhìn thấy, đúng không nào? Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái phần đáp án trước khi mà chúng ta cùng nhau chuyển tới phần audio để nghe lại và check lại một lần nữa nha. Đầu tiên thì chúng ta biết là lý do vì sao mà mình sẽ chọn cái đáp án A rồi, đúng chưa? Nó sẽ là compact, tức là một cái gì đấy mà mình nhỏ, gọn, nhẹ, đúng chưa nào? Đáp án thứ hai, easy to use, thì rõ ràng nó sẽ là B, đúng chưa? Chúng ta sẽ thấy nó sẽ là từ user friendly. Thứ ba, đó chính là từ standard hoặc là key telephone keypad. Đó, vậy thì chúng ta nhìn thấy là cái từ normal phone buttons, đúng không? Thì mình sẽ thấy nó sẽ là cái từ bằng với lại standard hoặc là telephone keypad. Số 4 nó sẽ là A, bởi vì sao? Vì nó nói là smartphone thì nó sẽ hiển thị, đúng không? Shows, displays cái màn hình, cái phần lịch của chúng ta ở trên điện thoại mà không cần phải yêu cầu. Thì nó chính là bằng với từ automatically, chính là without being asked. Đây cũng chính là đáp án của bài tập 1.3. Đó chính là nghe và chọn được cái từ mà các em cảm thấy là hợp lý. Số 5, chúng ta có từ has the most up to date. Đúng nào, là có được cái công nghệ mà hiện đại nhất, tân tiến nhất thì nó chính là bằng với từ the latest. Vì thế nên nó sẽ là cả hai, cả smartphone và Optima. Và số 6, đó chính là cái gì thì có thể là lấy được thông tin từ internet thì nó cũng là cả hai luôn. Vì người ta nói là both of them can download, đúng không? Có thể là tải được cái thông tin. Vậy thì chúng ta thấy easy to use thì một cái synonym của nó chính là user friendly. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa và sau đó là mình sẽ đến với cái phần check, đúng nào, và chị dịch cho các em giải thích từng câu từng chữ nhé. Alright, so let's listen again and we can double check on the transcript. Recording 12A. I can't decide between the smartphone and the Optima. Which one do you think is better?
I can't decide, tức là cái người này có thể là đang chuẩn bị đi mua đúng không? Cái smartphone or the Optima, and she's considering the ideas from the assistant, cái người trợ lý bán hàng đúng không? Well, I prefer the smartphone because it's so compact. Mm-hmm. I prefer the smartphone because it's so compact. Đó chính là đáp án của câu thứ hai của mình. Đấy là easy to use. Thì, I'm sorry, number one is small because it's compact. I find the Optima a bit bulky. Although... Mm-hmm. I find the Optima a bit bulky. Vậy thì compact, ở đây chúng ta chưa cần... tra từ điển đúng không? Thì mình có thể nhận ra được là compact, tức là một cái gì đó nó cô đọng xúc tích, tức là nó nhỏ, nó gọn, thì nó sẽ đối nghĩa với cái từ bulky, tức là cồng kềnh đúng không? Nó sẽ to hơn một chút và nó sẽ ví dụ như là bỏ vào túi áo, túi quần thì nó không vừa. Đó thì chúng ta chưa cần nghe, chúng ta dựa vào context, listen in the context, nghe trong bối cảnh chúng ta hiểu ngữ nghĩa của nó. Oh, I have to say that the size of the smartphone does make it tricky to operate. Whereas the Optima is very user-friendly. Để chúng ta nghe cái câu thứ hai đã biết được rồi, đúng chưa nào? Although I have to say that the size of the smartphone, tức là bởi vì nó nhỏ gọn, compact, cô đọng, xúc tích hoặc là nhỏ gọn, thì nó sẽ khó sử dụng, tricky to operate. Tricky là kiểu hơi khó, hơi đánh đố, đúng không? Để mà vận hành, để mà sử dụng. Và vì cái size of Optima thì nó bulky, tức là nó cồng kềnh hơn, nó to hơn, thì nó sẽ user friendly, nó dễ sử dụng hơn, nhất là cho người lớn tuổi. Bởi vì là cái bàn phím nó nhỏ quá, hay là cái screen, cái màn hình nó nhỏ quá, thì rất là khó để chúng ta thao tác, đúng chưa nào? Why do you think that is? Well, the smartphone has a standard telephone key, key phone key, and I find them really awkward to use when I'm sending messages. The smartphone has a standard telephone key part. Hôm trước chị đã nói với các em trong phần vocabulary rồi đúng nào? Key part thì nó chính là cái phần bàn phím trên điện thoại iPhone hoặc là trên những cái điện thoại thông minh, và nó rất là nhỏ. Còn cái keyboard thì nó sẽ là bàn phím của cái laptop hay là computer, và nó có cái những cái nút đúng không? Chúng ta ấn nên là to hơn rất là nhiều. And I find them really awkward to use. Và cảm thấy là sử dụng iPhone thì nó rất là awkward, đúng không? Nó rất là ngượng ngùng, nó rất là kiểu không quen ấy, đúng không? Để mà chúng ta gửi tin nhắn, vì nó nhỏ quá thì chúng ta đánh nó hay bị nhảy chữ. Sending messages. The Optima opens up to reveal a full keyboard inside. The Optima opens up, tức là chúng ta, tức là nó mở ra, đúng không? Những cái bàn phím mà gọi là full keyboard inside, thì chúng ta biết rằng là chắc chắn cái đời Optima là nó sẽ cũ hơn, nó ra đời trước cái smartphone, thì nó có nguyên cả một keyboard, và nó sẽ có những cái buttons, là những cái gì? Những cái nút bấm, đúng không? Để chúng ta nhớ là đến cái điện thoại Nokia hoặc là cái điện thoại mà Samsung đời xưa mà mình có những cái nút bấm điện thoại trên đấy, đúng chưa nào? Thì nó dễ sử dụng hơn. Đó, đấy là lý do vì sao mà chúng ta thấy là số 3 của mình sẽ phải là A. Cái điện thoại mà has a normal phone buttons thì nó sẽ phải là the smartphone, tức là nó standard, và nó có telephone keypad. Tuy nhiên thì cái optimal, đúng không? Optimal thì nó sẽ khác một chút, là nó không có normal phone buttons, mà nó có nguyên cả một cái full keyboard inside. Đấy này nó khác so với những cái điện thoại thông minh hoặc những cái điện thoại hiện đại ngày nay. You can also scroll up and down by touching the screen. I like the way the smartphone automatically displays a calendar when you open. You can also scroll up and down. Scroll, chắc chúng ta đã học từ này rồi, đúng chưa? Scroll là chúng ta kéo, và scroll up là kéo lên, scroll down là kéo xuống, cuộn lên, cuộn xuống, đúng không? By touching the screen, tức là có thể là sử dụng chạm vào màn hình, có thể kéo lên, kéo xuống. I like the way the smartphone automatically displays a calendar. Tôi thích cái cách mà điện thoại thông minh, đúng không? Nó tự động để cho chúng ta thấy, nó chỉ cho chúng ta thấy cái lịch, đúng không? Thời gian, ngày, tháng, năm. Thì nó sẽ chính là bằng với từ shows, bằng với display, và without being asked, chính là automatically, tức là một cách tự động. Next one, chúng ta cùng nhau nghe tiếp nhé. Open it up though.
That's a really useful function. When you open it up though, tức là mặc dù là mình thấy là cái keyboard của nó hơi bất tiện, keypad đúng không? To send message hơi bất tiện. Tuy nhiên thì nó lại rất là hữu ích. A very useful function là một cái chức năng rất là hữu ích khi mà chúng ta mở điện thoại lên là nó sẽ tự automatically displays và đã tự cho chúng ta xem này giờ tháng năm. Can they both connect to the internet? Yes, they're both equipped with the latest technology. But I find the Optima downloads information a lot faster. Can they both connect to the internet? Đây là một người nói, một người trả lời. Như kiểu là một cái cách chúng ta nhận diện thông tin là nó sắp đến cái phần chúng ta cần phải trả lời rồi, đúng nào? Cái nào most up to date thì nó sẽ bằng với lại the latest chúng ta nghe được ở đây. Và chính là they are both equipped with the latest technology. Tức là cả hai cái điện thoại này thì đều được trang bị với cái công nghệ, với cái những cái gì mà tân tiến nhất, đúng chưa nào? Thì thế nên đáp án của chúng ta sẽ phải là câu trả lời sẽ là C, là cả hai, both smartphone and Optima. Nhưng mà but I find the Optima downloads information a lot faster. Tức là gì? Cái thằng Optima để có thể tải, đúng không? Kết nối thông tin hoặc là truy cập với thông tin nhanh hơn. And it also has a bigger memory, so it can store more data. And it also has a bigger memory, so it can store more data. Store more data. Chúng ta đã gặp từ này trong phần vocabulary list rồi, đúng không? Nó là lưu trữ thông tin. Save more data hoặc là giữ trữ thông tin đó, bởi vì nó có một cái bộ nhớ lớn hơn, bộ nhớ khủng hơn, đúng chưa? Đây là cái cách mà chị dạy các em, bởi vì là có thể nó hơi chậm một chút so với một số bạn, nên là các em hoàn toàn có thể là tua cái video để cho nó phù hợp với năng lực của các em. Và chị đang muốn giải thích một cách mà chậm rãi và dễ hiểu nhất cho tất cả các bạn ở tất cả mọi trình độ, nên hy vọng rằng là nó sẽ không quá chán hay là quá buồn ngủ với các em. Chị thấy rất là khó để mà có thể là đưa ra một cái cách giảng, một cách dạy ở đấy mà phù hợp với tất cả mọi người. Nên hy vọng rằng là đối với những bạn mà đang ở beginning level thì có thể là theo kịp với bài giảng, bởi vì nó không quá là khó khi mà em gặp rất là nhiều từ mới, đúng chưa nào? Vì chúng ta nhìn thấy là download thì chúng ta quá là quen rồi, truy cập với thông tin nó sẽ bằng với lại obtain information, nó chính là đồng nghĩa với từ download information, và bigger memory, bộ nhớ, và store data. So far so good. Bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại với bài tập 1.4. Đó là một cái bài tập rất là thú vị về crossword, đúng nào? Đây là một cái cách chơi chữ ngày xưa khi mà chúng ta hay đi học từ, thì chúng ta hay dùng cái gọi là crossword, là những cái gợi ý thông tin mà chúng ta sẽ điền cái từ mà người ta mình nghĩ là phù hợp nhất, có đủ khớp với cái số lượng từ mà người ta cho. Và mình có một cái nó gọi là gì nhỉ? Cross across tức là dọc, I'm sorry, là ngang, và down là dọc, đúng không? Across là ngang, thì người ta sẽ có những gợi ý như thế này. Vì cách mà chị chia cái phần slide nó hơi khó một chút, nên là đây là một cái bài mà trong số những unit mà chị cảm thấy là không biết phân bổ cái kiến thức để dạy các em trước sau như thế nào, vì nó rất là khó để chỉ nhỏ bài ra. Nên là chị sẽ cho em luôn cái phần đáp án thì em mình tiện theo dõi mở trước mở sau, bởi vì chị mở trước mở sau kéo kéo lên kéo xuống slide thì em cũng có thể nhìn thấy đáp án luôn rồi ấy. Nên là nếu như các em cảm thấy là mình hơi hứng thú hay là hơi thích làm cái bài này thì mình hãy pause video khoảng 5 giây, sau đó chúng ta cùng nhau quay lại và check cái phần đáp án nhé. Awesome. 3, 2, 1. Are you ready? Perfect. Chúng ta nhìn thấy cái chỗ đầu tiên across là hàng ngang, là easy to use, thì nó sẽ chính là user friendly, dựa vào cái gì chúng ta vừa mới nghe được, đúng không, ở bài tập 1.2 này rồi. Đó là user friendly, chúng ta nhìn thấy ở đây không, đúng không, là easy to use. Tiếp theo chúng ta có open a computer file, đây là cái hàng ngang số 3, đúng không, và chúng ta có 6 chữ, thế nên là truy cập với lại một cái dữ liệu hoặc là một cái ổ, một cái file gì đó, một cái phần mềm đó trên máy tính thì chính là access, truy cập. Số 6, theo hàng ngang, move up or down on a screen, đúng không? Di chuyển lên hoặc di chuyển xuống trên màn hình. Thì chính là cái từ số 6 chúng ta vừa mới gặp, đúng không nào? Đó là scroll up and down, kéo lên, vuốt xuống hoặc cuộn lên, cuộn xuống. Số 7, work a machine, tức là vận hành máy móc, thì chúng ta có cái từ operate, đúng không? Số 7, hàng ngang ở đây chúng ta nhìn thấy, chính là cái từ mà mình nhìn thấy ở trong cái phần... đây, đấy là cái phần operate, đúng không? Đó là harder to operate hoặc là awkward to use. Thì chúng ta nhìn thấy nó chính là đồng nghĩa với cái từ
Okay, I see. That is normal phone buttons, đúng không? Hoặc là awkward to use, hoặc là chúng ta nhìn thấy đây thì chính là từ tricky to operate, là khó, đúng không? Tricky là một cách khó khăn, hoặc là cảm giác là nó không có đơn giản để vận hành, để sử dụng. Số 9, the keys on a computer, typewriter or piano. Đấy là cái keys, những cái bàn phím ở trên máy tính, trên máy đánh, đúng không? Cái bàn phím đánh máy hoặc là piano, phím đàn. Thì số 9 của chúng ta chính là keyboard, là phím. Và số 11, theo hàng ngang, chúng ta thấy cái từ cuối cùng, an action or purpose. Something is designed for. Một cái hành động hoặc là một cái mục đích nào đó, đúng không? Nó được thiết kế cho. Thì chính là từ function, là nhiệm vụ hoặc là chức năng. Chúng ta cùng nhau quay lại với lại phần thứ hai, đó là down, tức là hàng dọc, horizontal. Số 2 chúng ta có từ show on screen. Show on a screen tức là nó hiển thị ở trên màn hình, thì nó chính là bằng cái từ display. Nhìn thấy ở đây display, chúng ta gặp ở ngay đây thôi, đó là cái từ display bằng với lại show a calendar. Số 4, have specific tools, là có những cái chức năng hoặc là những cái công cụ riêng biệt, độc lạ. Thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái từ equipped, đúng không? Được trang bị. Số 5, have or save or keep safe, tức là lưu trữ thông tin hoặc là làm cho một cái điều gì đó nó an toàn, bảo mật. Thì nó sẽ đồng nghĩa với số 5 ở đây, đó là từ hàng ngang chứ không phải là hàng dọc, đúng không nào? Vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây chính là store, no, I'm sorry, hàng dọc chứ không phải hàng ngang. Store là lưu trữ thông tin. Số 8, the part of a computer that stores information, một phần của máy tính mà lưu trữ thông tin. Vậy thì nó sẽ là bộ nhớ ổ cứng của mình. Số 8, đó là hàng dọc. Chúng ta nhìn thấy ở đây là memory, bộ nhớ. Và cuối cùng số 10, information là thông tin, là có thể đồng nghĩa với cái từ gì nhỉ? Chúng ta đoán được không? Chính là data, quá là quen rồi đúng không? Dữ liệu, thông tin đã gặp ở trong phần vocabulary list hôm trước rồi. Đó là toàn bộ những cái bài tập từ bài 1.1. Chúng ta chuẩn bị những cái ý tưởng để mà chúng ta nghe và những cái ý tưởng liên quan đến phần viễn thông. Bài tập 1.2 đó là phần nghe, đúng không nào? Chúng ta nghe và chúng ta chọn đáp án multiple choice, dạng multiple choice trong IELTS listening. Tiếp theo là bài tập 1.3, đó là điền từ những cái từ mà nó đồng nghĩa synonym paraphrase của những cái từ được gạch chân. Và cuối cùng là bài tập 1.4, chúng ta làm được cái phần crossword để hiểu hơn và chúng ta biết được cái cách paraphrase ngữ nghĩa của những cái từ trong cái unit này nha. Bây giờ mình cùng nhau chuyển tới một cái phần bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay, bài tập 1.5. Listen to five people speaking. Each one has forgotten the name for something. What is the word they need to use? Hãy nghe 5 cái người này nói và mỗi một người thì đã quên tên của một cái đồ vật gì đó. Và bây giờ thì chúng ta nghe và xác định xem là cái từ họ cần điền vào chỗ trống này là gì nhá. Thực ra là họ văn vẽ lá cành vậy thôi. Chứ thực ra là nó là một cái dạng gap filling, nghe và điền từ vào chỗ trống, đúng chưa nào? Bây giờ mình sẽ xem cái chỗ trống này cần điền từ gì. Thì vẫn nhớ theo cái quy tắc mà chị nói với các em. Kể cả là dạng multiple choice hay là gap filling thì chúng ta đều phải nhớ rằng bước 1 phải đọc và chúng ta xác định keyword của nó là gì, đúng không? Với gap filling thì chúng ta phải xác định xem cái chỗ trống này cần mấy từ và cái từ đó là dạng từ gì, danh từ, động từ hay tính từ. Bước 2, chúng ta cố gắng paraphrase và hiểu được những cái từ mà nó nằm xung quanh cái chỗ trống đấy, đúng không? Để chúng ta biết là khi mà băng nó chạy gần đó rồi thì mình có thể nhận ra đáp án nó là gì. Và cuối cùng là chúng ta chọn đáp án như mình mong muốn hoặc điền vào cái chỗ trống đấy. Và chị sẽ mở audio cho em một lần nữa và chúng ta cùng nhau nghe cũng như là điền từ vào chỗ trống nhé. Awesome, are you ready? I get started into audio 12B. All right, so let's listen and then answer the question 1.5. Recording 12B. Speaker A. I wash my hair every morning, so the gadget I use most is my, you know, the thing you use to dry your hair. Speaker B. I mainly use my computer as a, you know, to do processing of the things I need to write. Speaker C. One gadget I really want to buy is a machine to blend up food so I can make my own healthy drinks. Speaker D.
I'm not very good at adding up big numbers, so I can't imagine what it was like before they had, you know, those machines that can do it for you. Speaker E. My mother still washes the dishes by hand, and it takes her a long time. I'd like to get a machine that can do the job for her. Awesome, mà toàn bộ những gì chúng ta nghe được đúng nào? Vì chúng ta nghe dựa vào những gì mà mình nghe thấy, chúng ta hoàn toàn thể biết được cái hint của mình. Và bây giờ chị em khoảng 3 giây và chúng ta cùng nhau đến với phần check và chữa đáp án nhé. 3, 2, 1, awesome. Chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa cái phần băng này và chúng ta vừa nghe cái speaker nào. Chúng ta cùng nhau đến với phần đáp án phần đó nha. Recording 12B. Speaker A. I wash my hair every morning, so the gadget I use most is my, you know, the thing you use to dry your hair. Mm-hmm. I wash my hair every morning. Gội đầu mỗi ngày đúng không? Nên là cái gadget, cái thiết bị hoặc là cái tool mà mình có thể sấy tóc, dry your hair, thì nó chính là hair dryer đúng không? Là cái máy sấy tóc. Chúng em hãy tưởng tượng được cái cách mà chúng ta giải thích trong tiếng Anh, chúng ta dùng một cái synonym hoặc là một cái cụm từ tương tự và sau đó mình cùng nhau nghe tiếp với speaker B nha. Speaker B. I mainly use my computer as a, you know, to do processing of the things I need to write. Mm-hmm. I mainly use my computer as a, you know, sử dụng máy tính của mình đúng không? Phần lớn thời gian hoặc là đóng một cái vai trò chức năng như là gì? To do the processing of the things I need to write. Vậy thì để mà process là như kiểu là vận hành, chuyển hóa đúng không? Những cái gì mà mình muốn đánh, muốn viết ra. Vậy thì nó chính là word processor, chính là cái văn bản đúng không? Cái mà để gõ văn bản. Đó, processor. Speaker C. Speaker C. One gadget I really want to buy is a machine to blend up food so I can make my own healthy drinks. Mm-hmm, very good. Chúng ta thấy one gadget, lại một cái thiết bị nữa mà người ta sử dụng to blend up. Blend up là xay, đúng là chúng ta mix tất cả mọi thứ lên và không chỉ là mix nó đều nó lên mà còn nghiền nó ra nữa. Blend up food để mà healthy drinks, để mà có thể tạo ra những cái thức ăn như kiểu là sinh tố, đúng không? Bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Vậy nó chính là blender, là một cái máy xay sinh tố, có thể là một cái máy xay thông thường thôi, có thể là food processor thì sẽ là máy xay sinh tố hoặc là máy xay thịt thay cá, xay tôm đúng không? Còn blender thì thường là một cái máy trộn, một cái máy xay cho hoa quả, trái cây. Word processor thì chính là một cái công cụ để có thể là tạo văn bản, gõ thông tin. Còn food processor là máy xay sinh tố hoặc là máy xay thức ăn. Speaker D. I'm not very good at adding up big numbers, so I can't imagine what it was like before they had, you know, those machines that can do it for you. Mm-hmm. I'm not very good at adding up big numbers, tức là add là cộng, đúng chưa nào? Adding up big number, tức là cộng những cái số lớn vào với nhau. So I can't imagine, tôi không thể tưởng tượng được là cuộc sống nó sẽ như thế nào before they had. Nếu trước khi mà nó chưa có cái gì, đúng không? Cái gì giúp chúng ta tính toán chắc chắn rất phải là calculators, là cái máy tính. Speaker E. My mother still washes the dishes by hand, and it takes her a long time. I'd like to get a machine that can do the job for her. Mm-hmm. My mother still wash dishes. Vậy thì tức là mẹ tôi vẫn rửa bát bằng tay, tức là không sử dụng máy. And it takes her a long time, và nó chiếm rất là nhiều thời gian. Và hy vọng rằng có một cái máy nào đó để có thể do the job. Các em đừng nghĩ rằng là mình đang chỉ nghe và điền từ, và các em cười nhạo rằng là mình không cần thiết phải giải thích từng từ từng chữ. Nhưng cái mà chị muốn các em học ở đây là những cái cụm collocation, những cái cụm phrase mà chúng ta đi fix với nhau. Ví dụ do the job, đúng không? Hay là blend up the food, hay là gì? Chúng ta có wash the dishes,
hay là dried your hair, tất cả những cụm từ này nó sẽ gặp ở trong phần speaking rất là đời thường, rất là common sense của chúng ta thôi. Và chắc chắn là cái thiết bị để mà rửa bát thì chắc chắn phải là dishwasher, đúng không? Dishwasher là cái máy rửa bát. Ở Việt Nam mình thì còn chưa phổ biến lắm, nhưng ở nước ngoài thì nó rất là quen thuộc rồi. Và chúng ta nhớ rằng là đây có một cái suffix, là một cái hậu tố. Những cái máy ở đây chúng ta nhìn thấy là nó đều kết thúc bởi OR hoặc là ER. Ví dụ chúng ta thấy là cái cook là nấu, thì cooker là cái nồi, đúng không? Cái nồi cơm, nồi nấu. Hay là hair dry, dry hair thì danh từ nó là hair dryer. Hay là calculator, đúng không? Tất cả những cái máy móc này nó đều tận cùng bằng ER or OR. Does that make sense? Hy vọng rằng là thông qua cái bài giảng hôm nay của chị, các em có thể có thêm rất là nhiều từ mới về cái phần telecommunication, những cái máy móc như là user friendly này, easy to use, đúng không? Hay là những cái từ nó rất là hay, ví dụ như là operate, equipped, access, store, hay là có những cái từ miêu tả về thiết bị máy móc trong nhà, những cái đồ gọi là household appliances, đúng không? Như là hair dryer, wood processor, blender, dishwasher, vân vân. Và bài học này tiếp theo của chúng ta cùng nhau đến với phần đọc hiểu về computers and technology, cũng như là hoàn thành cái phần topic thứ hai trong unit 12 này nha. Và nếu như các em cảm thấy mình có bất cứ câu hỏi gì hay băn khoăn thì hãy đừng quên là comment bên dưới cho chị biết nhé. Thank you so much for watching and see you in the next video. Goodbye and have fun!